Báo Nga cho biết Việt Nam là khách hàng đầu tiên của Su-57. Theo Aviapro, tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi sẽ bắt đầu tiến hành quá trình cung cấp biến thể xuất khẩu của chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 cho khách hàng tại khu vực Đông Nam Á, sau khi hoàn thiện phiên bản nội địa dành cho không quân Nga. Mặc dù phía Sukhoi chưa công bố khách hàng tiềm năng đó là ai, nhưng Avia.pro căn cứ theo nguồn tin của mình khẳng định rằng Việt Nam đang rất quan tâm tới dòng chiến đấu cơ cực kỳ hiện đại của Nga. Tờ báo Nga thậm chí còn nêu rõ số lượng tiêm kích Su-57 mà Việt Nam muốn mua sẽ là 12 chiếc, tương đương với một trung đoàn, giá trị hợp đồng ước tính vào khoảng 2 tỷ đô. Đây là con số khá hợp lý khi so sánh với biên chế các đơn vị tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Nhân dân Việt Nam. Nếu thông tin của Aviapro là chính xác, thì Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới được Nga đồng ý cung cấp dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này. Mặc dù vậy, họ cũng chú thích thêm là Bộ Quốc phòng Nga cũng như Tập đoàn Sukhoi chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên những thông tin tương tự như trên xuất hiện, mà nó đã có từ lâu khi dữ liệu của Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới TSAMTO từng đánh giá Việt Nam sẽ đặt hàng 12-24 chiến đấu cơ loại này vào khoảng năm 2030-2035. Theo so sánh hai nguồn dự đoán trên thì có vẻ như là Avia.pro đang đưa ra một thông tin táo bạo hơn và có thể làm nức lòng những người yêu mến và theo dõi tình hình quân sự nước nhà. Tuy nhiên, theo ý kiến của Đại tá Maka Asenenko, Phó Tiến sĩ Khoa học Quân sự Nga, thì nên cẩn trọng với những dự báo trên. Nguyên nhân chủ chốt nằm ở việc dòng tiêm kích tối tân Su-57 vẫn chưa vượt qua giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước, chưa được chính thức trang bị cho không quân Nga, vì vậy không nên nhầm lẫn giữa ước mơ với hiện thực. Chuyên gia quân sự Nga đã khuyên rằng khách hàng không thể xem xét khả năng đưa vào biên chế một máy bay chưa được bắt đầu sản xuất hàng loạt tại chính quốc gia phát triển đó. Hiện nay, Nga mới sản xuất thử nghiệm một lô nhỏ Su-57 với động cơ AL-41F1S của Su-35, trong khi động cơ chính của nó là Isdelier-30 vẫn chưa sẵn sàng. Đặc biệt hơn, trong cuộc họp báo tại triển lãm hàng không Paris Air Show 2017, Tổng giám đốc Rosoboronexport, ông Alexander Mikhev nói rằng trong tương lai gần, Nga sẽ không xuất khẩu các mẫu vũ khí hiện đại nhất, trong đó có tiêm kích thế hệ 5 Su-57. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.